Chất ơi, xem hai bố con hai bố con nhà nô đúng rồi, ra đây cho nó mát. Ra đây, ra cỏ này cho mát. Bao nhiêu cân anh? Thì khác bao nhiêu cân anh? Thực ra là cân của nó nếu mà lúc nó về là nó 5-8 cân. Còn sau đấy thì đâu có ấy nữa đâu. Nó mà đứng lên nó bám là đầu nó sẽ cao hơn là đầu mày đấy. Con này chắc 1m 7 nhỉ? Con này nó là một con chó vừa dài vừa cao. Rồi ra đây nô. Nô. Trong đấy có cái gì, đồ chơi gì hay sao mà lại phi vào trong đấy? Mỗi ô có một con. Không biết là nó cho con nào vào trong đấy. Chắc con Dina. À, Tano. Mundo. Hai bố con Lộc cầm quay mặt chúng nó hộ anh cái nào. Quay mặt hai bố nãy con. Vẫn... Ui giời cắt làm gì vội. Để cho nó cao lên tí nữa đăng mở quay rồi. Nô. Nô 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 nô. Nào ngồi xuống nào. Rồi. Gọi đi. Juno. Anh mấy con đực, 4 con đực anh, hay là mấy con đực các bạn? Juno. Nô con. Mặt giống nhau nhỉ, cái kiểu nghệt. Nô. Tí giờ là nó ngồi bọc ngay rồi đấy kìa. Ừ, ngồi xuống đây đang quay phim kìa. Quay phim chủ ảnh gọi đi. Juno. Xem là hai bố con xem nào. Đấy. Juno. Mày ngồi vào đây để nó chụp cho kiểu ảnh với cả bố cả con. Nô ra đây nô. Đây. Nô. Ra ngồi nào. Nô, ra. Anh giữ con kìa, con Mundo, con kia. Mundo ra đây nào, Mundo. Chỉ có con chó con thôi, còn con to kia thì anh Hoàng gọi nó đến ngay. Ra về đây, đây xem nào. Úi giời ơi. Mệt gì mà. Đấy. Đấy. Đó. Đây, anh chỉnh lại cái chân chứ. Để ngồi sát con nô và cho con con cho hai cái mặt nó mới. Đấy. Đấy, nô ơi. À nhìn kìa. Ôi giời, nô đang bị sứt chân đây này. Vâng. Quả là cái gì? Nô ơi. Cãi nhau. Anh ơi, anh nhìn vào lên trên này đi, anh nhâm cái đầu nó. À, ngoài đây. Làm sao đây? Muốn đâu. Đó. Đây ạ, nhìn này. Đó, anh đỡ anh. Đúng rồi, thế. Đấy. Nô. Đứng lên thế được. Đây, chú chụp, lúc nào chụp của anh? 1 2 3. Từ. Mặt cho đúng mặt. Rồi. Đấy anh giữ cái mặt nó quay hẳn lại cho chụp nó xuống. Đấy, thế. 1 bố con nó nhìn giống nhau. 2 3. Ui trời. Nhìn giống nhau phết đấy. Rồi.